Mặc dù cơn bão số 3 đi qua đến nay đã hơn một tuần, nhưng diện tích nhà màng của các hộ thành viên hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc được khôi phục lại rất ít. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn, thiếu nhân công. Thực tế này còn có nguy cơ mất đi các đơn hàng truyền thống của hợp tác xã, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nếu như những năm trước, đây là thời điểm gia đình ông Ca bắt đầu vào gieo trồng vụ dưa lưới để phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán. Bão số 3 làm sập toàn bộ 3.600 m² nhà màng, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Bằng nhiều cách, ông Ca đã thuê được thợ ở các tỉnh Bắc Ninh, Nam Định về dựng hệ thống nhà màng, nhưng nguồn vốn để mua vật tư đang là bài toán nan giải, cần có sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức tín dụng. Cái thiếu thốn nhất bây giờ của chúng tôi là nhân lực và tiền, vì là trong thời gian làm sản xuất thì chúng tôi đã vay rồi, thì chưa cái hoàn vốn, thì bão số 3 về thì bây giờ sập đổ hoàn toàn, thì cái chính bây giờ vẫn là vốn, thì mong ngân hàng địa phương có những chính sách kịp thời hỗ trợ bà con và để khôi phục lại sản xuất. Sau bão số 3 và hoàn lưu bão, những người như ông Ca nói riêng và 95 thành viên hợp tác xã Tân Minh Đức nói chung hiện đối mặt với khó khăn kép về nguồn vốn và nhân lực. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hoạt động khôi phục chậm, đến nay mới chỉ có hơn 2.000 m² trong tổng số 430.000 m² nhà màng bị thiệt hại của các thành viên được khôi phục. Riêng về nguồn vốn tín dụng, do các hộ thành viên vẫn còn nợ vốn vay ngân hàng nên khó có thể tiếp cận ngay được nguồn vốn. Mặc dù là chúng tôi còn nợ thì phải khoanh cái nãi lại mà phải tiếp tục giải ngân để cho các thành viên chúng tôi được vay tiếp với lãi suất ưu đãi, thì mới có làm, thì mới có để sinh nhai ra, mới có cơ hội để trả lại nợ được ngân hàng cả cũ và mới. Chứ nếu bây giờ mà không cho vay, người ta không làm nữa thì người ta không thể trông một cái gì để mà giả nợ được. Cho nên là cái này là rất khó khăn. Cho nên chúng tôi đề xuất là làm sao là tạo mọi điều kiện ngân hàng và nhà nước sẽ có một cái chính sách để cho chúng tôi được tiếp cận càng nhanh càng tốt. Trên thực tế, để khôi phục mới 1 hecta nhà màng đã bị sập hoàn toàn, người dân cần phải đầu tư 3,3 tỷ đồng, với diện tích bị đổ một phần và tốc mái khoảng 1,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 64 hecta nhà màng, nhà lưới. Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, giá trị sản xuất đạt khoảng 1-3 tỷ đồng trên 1 hecta một năm, cao gấp từ 10-30 lần so với trồng lúa, 15 lần so với trồng rau thông thường. Bão số 3 và hoàn lưu bão khiến nhiều hộ rơi vào trắng tay, khó khăn phía trước là hiện hữu. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, mùa vụ sẽ qua đi, cơ hội phục hồi càng khó khăn hơn.